Hi, xin chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị gần xa và chào các bạn đang xem video. Mình chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn thành công nha. Thì hiện tại con, cha và có anh hai nữa nè. Anh ơi, anh Chánh. Đây, thành viên mới gia nhập sau một thời gian vắng bóng. Hôm nay cuộc hành trình sẽ đi dẫn cả nhà đi khám phá những cái trụ điện bắc qua Phú Quốc như thế nào. Thì trụ điện đã được làm xong đó cả nhà, ngoài kia kìa. Đây, hướng đó là hướng Mai Vòng đó. Cái trụ điện bắc từ trong Vịnh Đầm bắc ra. Thì cái trụ điện nó bắc xong rồi, chuẩn bị tới cái giai đoạn là kéo cáp rồi, thì gần hoàn thành rồi. Thì hôm nay mời cả nhà đi ra tham quan những cái hàng trụ điện nó như thế nào và cảnh đẹp ở biển Phú Quốc như thế nào, thì mời cả nhà cùng đi tham quan nha. Hiện tại là con đang đứng ở cái bãi này gọi là mũi cây dương, anh nói cả nhà, mũi cây dương đó, xích lên trên kia chút xíu là cảng tàu Bãi Dòng. Còn đi ngược xuống hướng như này nè, đây hướng như này là một cái khu du lịch rất là nổi tiếng, một cái làng chài được rất là nhiều khách du lịch đến tham quan khi du lịch Phú Quốc. Ở đó là Hàm Ninh. Cái gì cha? Cái dao lớn con bỏ trong cái hộc con trước đó cha. Hành trình hôm nay đây. Thì bây giờ bắt đầu cái công đoạn là khiêng máy lên, gáp máy vô và bắt đầu đi nha. Bữa nay đi có đem cơm đem nước theo nữa, tại vì chạy ra ngoài cái trụ đó nó hơi xa nên đem cơm nước theo đầy đủ. Cái trụ đó kìa. Xa. Cái bãi này thì cũng rất là vắng nha cả nhà. Ít nhà lắm, không có nhà. Sáng xuống dưới này nước ròng. Bây giờ nước đang chuẩn bị lớn lại nha. Sáng xuống đây thì cái bãi nó ròng mà mắc kéo cái xuồng xuống dưới này phải chạy kéo từ trong cái bãi trong đó, cái trong bờ tuốt trong kia kìa. Phải kéo ra tới ngoài này lắm. Bây giờ nước lớn rồi, bắt đầu khiêng máy lên nha, gắp máy vô rồi bắt đầu chuẩn bị cuộc hành trình đi khám phá nha. Rồi sẽ để máy đây, quay cái quá trình kéo xuồng đi cho cả nhà xem.
răng độ răng. Quên. Con có đem cái gọng dây chén theo chưa? Trong hộp cơm. Cả nhà đang chăm xăng, biết có thấy mình không ta? Chắc thấy mà. Trời ơi, ông trung thận coi coi coi. Ui ui ui, con cá gì chứ em anh ơi. Đây cả nhà ơi, xong hết rồi. Máy đã gắn xong. Uống nước. Rồi, bây giờ bắt đầu cuộc hành trình nha. Ho ho ho. Mời cả nhà uống miếng nước rồi xong rồi xuất phát nha.
công trình cực kỳ đó luôn cả nhà ơi. Cáp thì thôi. Đây là cái tàu để kéo cáp nè cả nhà. Wow, trời ơi, hoành tráng dữ luôn đó cha. Phải nói là một cái công trình rất là hoành tráng nha cả nhà. Đang cầm đẳng cấp quốc tế luôn đó. Đang thi công kéo cáp đây. Cáp điện. Cực kỳ khủng luôn. Wow. Giữa biển mà có thể xây được một cái công trình như thế này phải nói là rất là hay luôn cả nhà. Người ngồi tuốt phía trên kia nha, tuốt trên đó đó, đang ngồi trên đó để mà làm trụ á. Trụ 145, trụ 145 đó cha. Chủ này chủ 145 á. Dạ. Đang thi công tới trụ 145 nha cả nhà. Ở đây là kéo tới đây là ba đường rồi. Có cái anh trai gì đó anh cũng đang quay phim. Xin chào. Rồi. Dạ. Anh nói gì không nghe. Tắt máy đi. Nói gì em nghe. YouTube mà. Oh, một cái công trình phải nói là rất là hoành tráng luôn nha cả nhà, đang thi công cái trụ 145 rồi. Dạ, đi qua YouTube. Đi qua YouTube. Giới thiệu về cái công trình quá hoành tráng của Phú Quốc. Gì? Dạ dạ. Cái gì vậy? Vô trụ kia đi anh ơi. Vô trụ kia đi. Dục. Vòng vòng lại đó, dục cái neo thử coi. Dục neo đó gì vậy? Quay cô Long ăn nói gì đây nè. Wow, cái công trình phải nói là cực kỳ hoành tráng luôn cả nhà. Quay cái đang quay góc rộng nha, cái trụ này nhìn rất là to luôn, cao. Có cái anh trên kia kìa, anh đang ngồi làm tốt trên kia. Chủ 49. Quá trời sóng. Đổ ngược thì bánh lại đi, sóng quá rồi. Đổ ngược thì bánh lại đi, sóng.
rồi.